Chào các bác nhá, chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh nhá. Như các bác đã biết, shop Tân Ánh là một shop bán hàng online chuyên nghiệp, rất nhiều các mặt hàng phụ kiện cho anh em như là đồ bảo hộ mắt ong, loa bẫy chim, lưới bẫy chim, là ngụy trang. Ngoài những mặt phụ kiện đó ra thì có một cái mặt hàng đó là những cái phụ kiện phục vụ cho anh em chơi bên ngành PCP, shop cũng có nhá. Nhưng mà tình hình bây giờ là cũng rất là căng. Tình hình chung là mấy cái phụ kiện PCP như là kính ngắm van bình ấy, hiện giờ đang bị cấm rất là mạnh, không có hàng về. Thì hiện giờ là mấy cái phụ kiện PCP thì có cái gì là shop bán cái đó nhé. Hôm nay giới thiệu với các bác là có lô hàng mới, bơm máy, bơm cao áp nhé. Bơm cao áp máy, bơm nhập khẩu này, bơm máy cao áp hiệu Yongsin nhé. Đây là cái bơm, cái này gọi là bơm nén cao áp, có nghĩa là nó sẽ chạy bằng điện. Bơm máy nha các bác nhé, bơm máy là nó chạy bằng điện này, và nó thuộc dạng bơm nén cao áp, dùng cho các bác đam mê chơi PCP. Cái này là cái đầu bơm nhé, đầu bơm có cục độc ẩm to này, các bác bắt vào van nạp ở trên van hoặc ở trên bình, các bác cắm điện vào thì nó sẽ chạy, nó nén hơi vào trong bình cho các bác, áp suất lên tới 300-400 kg để cho các bác chơi PCP đấy nhá. Thì cái này là cái hệ thống bơm Yongsin, là bơm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, làm mát bằng nước nhá. Đây, hệ thống làm mát bằng nước này, tản nhiệt bằng nước, có đồng hồ báo nhiệt độ ở trên này, đồng hồ báo nhiệt độ trên này nhá. Đây là 27 độ 0 này. Đây, dây này là cái dây cảm biến nhiệt độ này nhá, các bác nhớ phải cắm vào đây. Thì đối với cái mẫu bơm Yongsin này ấy, thì hàng cao cấp rồi, chạy cực kỳ là êm, nén rất là nhanh, nén nhanh, nén tốt, nén khỏe và nổ êm, độ bền sẽ cao. Nó là hàng cao cấp mà giá nó rất là đắt đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhé. Còn các bác mọi thông tin liên hệ mua hàng, đặt hàng hay là cần hỗ trợ tư vấn thì các bác vui lòng liên hệ với lại năm đầu số điện thoại của shop nhé, shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh, đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Nhưng các bác lưu ý là khi các bác mà mua cái bơm máy này ấy, thì cái bơm Yongsin này trị giá là trên 4 triệu này. Thế còn cái bơm mà bơm hàng nhập khẩu, bơm nhập khẩu mà anh em gọi là bơm con hổ ấy, thì trị giá là trên 3 triệu. Thì các bác vui lòng đặt cọc một cái thẻ điện thoại 50.000 giúp cho shop nhé, để gọi là cho anh em có cái trách nhiệm nhận hàng. Cái này là toàn 17-18 cân, cái tiền cước phí gửi đi rất là cao. Các bác có mua hàng thì vui lòng đặt cọc gọi là 50.000 cho nó vui, lấy cái trách nhiệm nhận hàng thôi nhé. Chứ còn 50.000 nó cũng chưa đủ một nửa tiền cước gửi cái bơm này đâu. Thế còn các bác nào mà này ngại là xốp nửa nọc xốp gạt của các bác 50.000 thì thôi, các bác không cần quan tâm, các bác kiếm xốp khác để các bác mua. Cái đấy là anh em cứ trao đổi thật như vậy nhé, 50.000 gọi là để cho anh em lấy cái trách nhiệm nhận hàng thôi, còn chưa đủ một nửa số tiền cước đâu nhé. Thế bên kia là cái bơm máy Yongsin hàng cao cấp nhất. Thì đây là cái bơm này gọi là cái bơm hàng nhập khẩu của Trung Quốc nhé, hàng Trung Quốc Trung ương nhé các bác lưu ý, hàng Trung Quốc Trung ương nên là đạt mọi cái thông số kiểm định của nhà nước Trung Quốc, chứ không phải là hàng địa phương, nó là hàng này là hàng Trung ương, giá cũng khá là cao. Giá cái này thì so với cái Yongsin kia thì nó sẽ bình dân hơn, nhưng mà chất lượng thì nó cũng rất là tốt, nén rất là khỏe. Nhưng mà cái này là cái là ưu điểm là nó hoạt động thì nó hơi ồn một chút nhé, hơi ồn một chút, nhưng mà cái ưu điểm của nó là nó cái phụ tùng phụ kiện rất là dễ thay thế, hỏng hóc cái gì các bác cũng có thể thay được, có thể đặt được. Hỏng nguyên cả củ hơi này các bác có thể đặt được củ hơi mới, vỡ lốc máy cũng có thể đặt được nhé. Thế còn cái đồ Yongsin này thì phụ kiện nó sẽ khó mua hơn, đây là phải thông báo trước với các bác như vậy nhé. Thế cái bơm này gọi là bơm máy cao áp hàng nhập khẩu, anh em có thể gọi nó là bơm con hổ, tại vì một số thương lái cơ sở là đặt họ xin phun cái hình con hổ ở đây thì gọi là bơm con hổ, nhưng thực ra thì nó vẫn là một nhé. Có một số khác thì lại dán mác là bơm Đại Việt, thế nhưng mà cơ bản này hợp lý nhất thì có một số cơ sở phun nên nó gọi là bơm lốp ô tô, thì cái này gọi là bơm lốp ô tô đi. Thế nhiều khi là bây giờ mấy cái phụ kiện bảo là bơm cho súng thì cũng rất là nhạy cảm nhé các bác nhé. Cái này là cái máy bơm cao áp đây. Cái máy này thì sức nén cũng là 300 kg nhé, 300 kg các bác. Nó cũng có hệ thống làm mát bằng nước qua hai đường ống này, nhiệt độ cảm biến để báo nhiệt độ đây, dây cảm biến là thế này nhé,
đây, đây các bác nhé. Thì đây là hai cái mẫu bơm cao áp mà hàng gọi là hàng một bít tông, hàng nhỏ một bít tông. Thế còn đối với cái hàng mà to hai bít tông ấy thì nó sẽ khác. Trên đây là cơ bản là dùng cho anh em đam mê chơi hộ gia đình, có nghĩa là ba bốn anh em tập trung lại chơi một cái này cũng là đủ phục vụ rồi. Thế còn cái nào mà các bác nào có nhu cầu quá lớn ấy, thì họ mới sắm cái bơm hai bít tông. Bơm hai bít tông thì nó lại đắt gấp rưỡi gấp đôi cơ. Thế cái này thì nó chỉ hơn 3 triệu, hơn 4 triệu thì anh em rất là dễ mua. Còn cái bơm hai bít tông kia thì nó đắt hơn rất là nhiều. Đấy. Mà cái này thì cũng chơi cho thoải mái cho ba bốn anh em ở gần. Có nghĩa là ba bốn anh em có nghĩa là có ba bốn cái bình đấy, ba bốn bình, ba bốn cây củi đấy, tập trung lại chơi thì cũng rất là ok, rất là tốt nhá. Tính ra thì ùn lại mua thì cũng là rẻ thôi, cho nó đỡ mệt. Bơm tay thì nó hơi vất vả, thể dục thì khỏe một chút nhưng mà cũng rất là mệt nhá. Còn bơm máy này thì nhàn hơn rất là nhiều, cắm điện vào bật trong vòng vài phút thôi là đầy một cái bình, nên áp 250-300 kg rất là ngon nhá. À, đây là cái mẫu bơm cao áp máy dành cho tất cả mọi người đam mê chơi, ai ai cũng mua được. Muốn mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại năm đầu số điện thoại của shop. Ship hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Nhưng mà lưu ý là sẽ đặt cọc thẻ điện thoại 50.000 cho cái hàng bơm máy nhé các bác nhé. Ngoài ra thì bên shop Ngọc Ánh thì còn Tân Ánh rất là nhiều đồ phụ kiện khác, là bẫy chim này, là ngụy trang, thòng bẫy đa năng. Các bác có nhu cầu về cái môn gì, nói chung là về phụ kiện săn bẫy, phụ kiện săn bẫy nhé, loa bẫy chim, loa mồi chim, phụ kiện săn bẫy, phụ kiện đồ chơi cho anh em. Cơ bản là đồ chơi đây là cái ngành PCP đấy nhé, van nạp, dây bơm, các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhiệt tình trong thời gian qua. Các bác lưu ý kỹ nhé, năm đầu số điện thoại này đấy là liên hệ với shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Hàng thì luôn luôn là ship COD chuẩn đến đây cho các bác. Xin cảm ơn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.